Bây giờ họ Paul liên kích phát thì thôi. Bao nhiêu công giật giữ thì cuối cùng cũng chết. Có lẽ là full Paul luôn các bạn. Đấy, xuyên ra bỏ kích kìa. Đúng là cái pha gọi là nín thở chờ đợi. Alo, xin chào bạn nhé. Hôm nay mình mượn một cái arc này rất là đặc biệt đấy. Các bạn sẽ thấy yêu con pet. Nhớ ơn nhiều bộ mà nói. Rồi mình sẽ giới thiệu về pet luôn. Đây đây, Cái Lam 4, 5 sao. Một con pet mà mình thấy gặp rất là ít. Kể cả đi từ trước giờ mình chưa mượn một cái arc nào cầm con pet này cả. Mà đi trong server mình chưa gặp con pet này lần nào luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ đi qua xem là con pet này nó có những cái skin gì đó nhá. Skin 1 chắc là vẫn như những cái skin bình thường thôi. 35% sát xuất, cái này vẫn như bình thường. Cái này cộng đồng thời tăng 300 điểm may mắn thì cũng không biết để làm gì. Rồi, nó vẫn là những cái skin rất là bình thường thôi. Vũ khí thuận, vũ khí phụ thuận bài sẽ hồi phục ngay 680 HP. Tức là dùng khiên à? Dùng khiên là được cộng máu à? Này mình cũng không rõ lắm. Thuận bài chắc là khiên. Giúp bản thân, ô cái này mới level 3 chưa mắc à? Giúp bản thân tăng 200 điểm tấn công, phòng thủ nhanh nhẹn và may mắn. Tối đa 1.001 HP duy trì 3 lượt. Ô cái này, cái skin này hay này. Skin cuối này hay, rất hay này. Tăng tấn công, phòng thủ nhanh nhẹn, may mắn. Tối đa 1.001 HP, ô, cộng tất cả các chỉ số cả HP luôn à? Dị nhờ. Con pet này rất là hay đấy. Con skin 4 này nó rất là hay nhưng mà duy trì bao nhiêu lượt? Ôi chờ 5 lượt thì biết đến bao giờ. Như anh này đang nuôi lại con rồng hay sao này. Ở đấy rồng 3 sao rồi. Đang chờ đeo đồ để thức tỉnh thôi. Chân ngắn pet đô. Dù sao thì mình cũng sẽ thử xem con pet này thực sự là con pet hay không. Nếu các bạn để ý thì mồm mình đang bị đau. Mình vẫn đang rất là cố gắng để ra clip đều cho các bạn mặc dù là mồm mình đang bị đau như này. Các bạn hãy like, bấm đăng ký ủng hộ mình nhé. Để bù lại được sự cố gắng của mình. Đây, Ngọc thì có tận bạo kích tấn công ban phúc xuyên giáp thần báo. Nên không thèm đeo ngọc thủ luôn, rất là tuyệt vời đấy. Xuyên giáp tím. Đấy, chuẩn rồi, hạt nhân xanh. Nếu mà thay được cái hạt nhân xanh này hộ giáp thì mình cũng thay. Hoặc liên kích. Đây có liên kích xanh. Ở đây đeo hạt. Ôi mình tháo hạt nhân ra để đeo liên kích đi. Nào anh ấy đeo lại sau. Mình thì mình không thích cái hạt nhân lắm. Bởi vì nhiều khi đứng ngay cạnh đối thủ xong đào xuống thì kiểu gì mình cũng chết theo. Hoặc là đôi khi mình bắn chảy cướp tơn thì thôi. Ra hạt nhân phát thì mất tơn. Tu luyện chúng ta sẽ xem tu luyện nó có những cái gì. Rồi. Tất cả đều 56 hình như là mắc ấy. Level 51 hình như là những cái điểm này là mắc rồi sao. Rồi, rất là tuyệt vời. Arc rất là khủng. Vip 7 thôi nhưng mà chỉ số không còn cái gì để tăng. HP 13.500, sát thương 2.300, giác 1.004. Rồi. Hạng 35 các bạn. Thứ hạng rất là cao rồi. Hạng này rất là cao rồi. 35.000 lực chiến luôn. Ok, mình sẽ đi thử xem trong. Bây giờ thì đang even 2v2, không biết là đi 1 thì liệu gặp ai không. Có lẽ mình sẽ đi, à này, vẫn gặp đây. Level 43 này. Sẽ thi thử một vài trận xem có gặp ai. Nếu mà không gặp ai thì mình sẽ lại đi ấy thôi. Pet heal kìa. Chỗ này mình sẽ bắn 50. Chúng không? Ui bắn chay có đi trên luôn, đứng hình, giật mình các bạn ạ, không tin được, bắn chay có đi thôi chết luôn, đây thì không thể đỡ được, cầm cái ác mạnh như này thì thôi, thì bất kể đi team hay là đi cho team hay đi vua một thì chắc là vẫn rất là bá đạo đấy, nhanh nhẹn cao mà, anh này đeo dao kéo,
đi đi một vài trận nữa, nếu mà không gặp người thì mở phòng ra đi đi cua hai rồi. Bây giờ đang có nhiệm vụ cua để lấy những cái phần quà rất là tuyệt vời đấy. Nếu mà đi 199 trận thì 999 trận là được 100 bình tu luyện. 100 bình tu luyện to. Đau quá. Quá đau. Mình sẽ đang full luôn xem là có chết được người ta. Ui pet rắn kìa. Con pet rắn này là cũng thức tỉnh rồi đấy. Nên nó mới to như thế này. Này bắn hơn 30 một tí thôi. Ôi rồi. Ôi không chết được rồi. Anh này pet rắn này cũng rất là trâu đây. Một lần bắn 44 và một lần 144 bao thì chắc chắn nó chết thôi. Đúng không? 4.900 máu. Ôi, không cướp được tên các bạn ạ. Anh kia không cướp được tên luôn. Cái ác này nhanh nhẹn rất là cao đấy các bạn ạ. Ở trong server này thì nhanh nhẹn của anh này rất là cao đấy. Anh kia bắn 44 không cướp được tên. Đừng liều lĩnh như thế, bắn 44 thôi. Bắn 444 rất là liều lĩnh, cuối cùng không cướp được tên. Cứ tưởng trận này thua rồi cơ. Không ngờ là cái điểm nhanh nhẹn nó của dao kéo nó đã cứu sống mình. Đấy các bạn cứ đeo dao kéo, nhiều khi người ta cướp tên không cướp tên được, không hiểu tại sao, không hiểu tại sao ấy. Thì clip này mình cũng vừa bắn vừa chia sẻ với các bạn luôn là trong cái thời gian vừa rồi là mình cũng bắt đầu vào kỳ học mới. Mình vẫn đang học đại học. Bắt đầu vào kỳ học mới nên là cái thời gian để mình sẽ đứng từ đây. Cái thời gian để làm clip nó cũng bị thu hẹp lại ấy. Nên là cũng rất là khó khăn. Thần báo kìa. Trúng không? Không trúng. Con này băng này chắc là trúng không? Cái bắn từ dưới lên trên là mình cũng không rõ lắm là lực bao nhiêu nên là bắn nó cũng hơi ngáo, thông cảm nhé. Rồi trúng rồi. Pháo à? Pháo với rồng thì kinh khủng rồi. Full, nó gọi là gì nhỉ? Full đam à? Full tấn công luôn. Mắc tấn công luôn. Này là mình sẽ bắn 77 đi. Ban phúc. Cái ngọc ban phúc này là có tăng sát thương nha các bạn nhé. Không cần phải crit đâu, vẫn tăng sát thương đấy. Mình đã thử rồi. Bình thường nếu mà mình bắn, kể cả ban phúc bạo kích nhá. Nếu bạo kích bình thường á, mình nhớ là mình bao bạo kích. Rồi này thì thôi, lại đến bao giờ mới xong trận đây. Này đến bao giờ xong trận đây. Nhẹ một chút thôi, 70 thôi. Lên được đỉnh đầu họ là có cơ hội thắng rồi. Xuyên giáp kìa. Cười này, cười úi. Quả đấy mà không chết thì cũng bị đào xuống thôi. Trốn làm gì, mất thời gian của nhau ra. Các bạn cứ gửi ác về cho mình. Thì mình hiện tại thì cũng rất là nhiều người gửi cho mình. Nhưng mà các bạn cứ gửi. Nếu mà mình tìm được những ác nào hay thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Nhưng quan trọng là bạn không nên giục mình là phải làm. Mình thực sự là mình cũng đang rất là bận. Nếu mà mình có thời gian mình làm được thì mình sẽ làm thôi. Các bạn cứ giục mình thì khi nó trở nên thành một cái gì đấy nó khó khăn, gây khó khăn cho nhau ấy, thì làm nó cũng không được thoải mái. Các bạn cứ bình thường thôi. Cái quan trọng là các bạn xem, hay là cái quan trọng là phải làm ác của các bạn. Mình làm cái clip này thì nó cũng
là để giải trí thôi. Đâu nhất thiết là phải ác nào phải không? Mình nhớ hơi mạnh rồi hay sao? Học được thấp hơn. Rồi. Nếu bắn 144 của đấy thì chắc chắn là sẽ mít những tia sau luôn. Rồi, rất là tuyệt vời. Nó bot rồi. Bắt đầu không thấy người rồi. Thế thì các bạn cứ thoải mái thôi. Mình làm clip này cũng để cho các bạn giải trí mà. Thì đương nhiên là cái ác nào nó phải hay thì các bạn mới có cái để mà thưởng thức chứ, đúng không? Hôm nào mới đó mình sẽ làm một clip siêu cao. Bắn full siêu cao luôn. Lại nói nhiều lại quên không biết là lực bao nhiêu rồi. Này bắn 61 đi. Đúng không? Chết rồi, mày thế nhỉ? Tiêu cuối là sẽ không chết đâu. Mày quá là chết luôn từ hai tiêu đầu tiên. Cái ác của anh này rất là khỏe đấy. Từ nãy giờ các bạn để ý, từ nãy giờ chưa gặp 5x lần nào. Gặp một anh level 50 nhưng mà anh cướp tơn xịt. Từ nãy giờ chỉ gặp 4x thôi. Mọi người đi World 1 cũng rất là nhiều nhỉ. Đang có event đi World vui mà, đi vui chiến mà. Mà thấy mọi người đi 1 cũng rất là nhiều. Bây giờ gặp người mới gặp boss có đúng một trận. Rồi. Level 50 rồi. Kiến đỏ thôi à. Khả năng mình bắn không chết người ta là người ta đam chết mình luôn ấy. Nên là tốt nhất là phát ngọc gì đi anh ạ. Con pet may mắn mà không phát ngọc thì nghe chừng nó hơi hơi điêu ấy nhỉ. Vẫn không ngọc gì này. Ủa không ngọc gì cũng chết luôn. Kinh khủng vậy. Sao ăn hit nhau cách đơn giản vậy nhỉ. Cách nhau có một level thôi. Rất là khỏe đấy, level 51 mà 35.000 lực chiến thôi. Khả năng lên level 65 là sẽ vượt lực chiến mình. Với cái đà này đấy, gặp rất là nhiều người các bạn ạ. Đấy level 48 rồi. Mình cứ đam full thôi. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Mít tia sau. Ôi, tia thứ hai crit đã chết luôn rồi. Rất là khỏe. Cái dao kéo này nó có một cái đặc điểm là cái hố đạn nó hình tròn ấy. Nó tròn xoe luôn. Rộng cũng không phải rộng hẳn mà nó lại đào rất là sâu nên là bắn lệch một chút là cũng dễ mít những cái tia sau lắm ấy. Nó không như lục đạn. Con bet từ nãy giờ mình chưa thấy nó có phát huy tác dụng gì. Skin thì không dùng. Chờ 5 lượt thì bao giờ mới được dùng skin. Rồi, gặp anh level 50 vừa nãy rồi. Chỗ này mình sẽ phải bắn kiểu gì đó cho anh này khó bắn rồi. Mình không tin là lần này đang full có thể chết được người. Nên là mình cứ bắn kiểu an toàn vậy. Rồi bắn 81 đi. Chạy úi rồi. Tấn công thần báo kìa. Đây một tân băng thôi. Bắt đầu từ lúc mà ra phiên bản mới thì mình cứ sắt nó rất là hay thấy. Đây các bạn để ý nha, bắn xong phát nhé. Đấy, lại ra cái nhạc của cái gì nhở, cái phó bản kiến ấy. Ồ, huyệt ma kiến ấy. Bạo kích kìa, đen thế nhỉ. Năm năm thua. Anh này bắn pao trúng thì thua. Còn pao mít thì có cơ hội ăn được.
không mất góc rồi. Làm full nhá. Full luôn. Đây lực 80 là vừa đẹp này. Nhẹ hơn chút đi. Ui, hộ giáp mà vẫn chết kìa. Khi khủng chưa? Không biết là mình tăng điểm may mắn này thì có tăng sát thương không, nhưng mà Ngọc Ban Phúc nó tăng may mắn và nó tăng sát thương. Hỗ trợ mình vừa nãy như mình nói rồi, nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa là cái Ngọc Ban Phúc nó tăng đam nhá. Không cần phải crit. Chỉ cần phát Ngọc Ban Phúc thôi là nó đã tăng đam rồi. Đấy, nhưng mà lần trước thì như mình test thì là tăng cái tu luyện may mắn lên, nó không tăng đam. Nên là mình cũng chưa hiểu cái điểm may mắn đấy là như thế nào. Đó, thế giờ đi toàn gặp người. Đấy, lại gặp boss rồi. Xưa mới đi gặp rất là nhiều người. Ô, gặp boss mà cũng bị lắc thể lực này. Bây giờ mình còn đang nợ một clip là hướng dẫn bắn gốc lực nữa. Bạn nào thấy mình sẽ khảo sát, nếu mà nhiều bạn cần thì mình sẽ làm clip đấy, vì là mình cảm thấy cũng nhiều người biết bắn mà. Nếu các bạn thấy, nhưng bạn nào xem clip mình nhá, bạn nào cần cái cần một video về cách tính gốc lực ấy, các bạn hãy comment xuống dưới nhá. Mình sẽ khảo sát và làm. Khảo sát thì có nhiều người cần thì mình sẽ làm. Nó sẽ tìm cách nào đấy để thể hiện cho các bạn cách rõ nhất để các bạn có thể hiểu. Tìm cách. Mình sẽ hướng dẫn những góc mà mình biết. Trước mắt là cứ góc 65 65 70 75 80 cuốn góc đấy. Sẽ đến với trận tiếp theo rồi lại vào level 46. Server này ít 5x nhỉ, tí nữa mình ra bảng thử bảng xếp hạng xem là xem có nhiều 5x không. Server 149 thì cũng không phải là đào thử xem nào, xem khả năng đào của mình nó có chỗ này bắn lực 21 liên kích kìa. Ôi kéo trên luôn các bạn ạ, quá khỏe. Sao này hạng 35 thôi mà sao khỏe thế nhỉ? Mình thử ra bảng xếp hạng xem là có xem mấy anh. Xem mấy anh top xem là lên level 6 lên 6x chưa? Các bạn phải ủng hộ mình nhá. Mình bị đau mồm như thế này mình vẫn cố gắng làm clip cho các bạn được. Các bạn phải ủng hộ mình nhiều. Ui 55.000 lực chiến này, kinh thế nhỉ. Với level 61 rồi các bạn ạ. 60. Server này thì không nhiều siêu nhân như những cái server khác nhỉ. Ui VIP đã VIP 9 rồi này. Sao ghê vậy. Sao bây giờ có vẻ các anh này lên VIP nhanh nhỉ. Tô 1 mới VIP 8 mà tô 3 VIP 9 thì sự bất công không hề nhẹ. Rồi hầu hết là đều VIP 8. Anh này dùng cái set này không nhìn VIP được. Hầu hết đều VIP 8. Trong tô 10 đều VIP 8 cả. Rồi mình cứ đi solo thôi. Hay là đi war thử tí nhở. Cũng hình như cũng nhiều phòng war 2 đấy. Đang định đi vua thôi, cứ đi một. À mở phòng ra đây, ai đi thì đi. Rồi, gặp level 50 rồi. Bắn cái map này mà không có vũ khí góc cao thì mình thực sự cảm thấy nó hơi hơi khó các bạn. Chúng. Ôi, cũng không cần thiết phải chúng lắm. Mình bắn vu vơ không cần thiết phải chúng lắm. Chúng của đấy kích bao thì có khi là vỡ mồm. Ui chuẩn thế nhở. Chê luôn không? Xem chê luôn không nhá.
đúng không? Quá khỏe. Đừng dạy gì kích bao, kích bao là chết luôn đấy. Bây giờ lực chiến cao là cứ có bao là giết người rồi. Mình lại nói về ngày trước. Cái ký ức mà nó thực sự nó rất là tươi đẹp ngày trước của Gunny Mobi. Cái thời đấy mình 5x mới 10.000 lực chiến ấy. Pau phải độ 2 phát. 2 phát mới chết được người. Còn bắn full dam ngay từ đầu thì chỉ được mình lại dùng cái chiến thuật này. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Không biết phải làm gì luôn. Bỏ quá mất các bạn. Thôi đợi anh ấy bắn kiểu gì rồi mình sẽ tùy cơ mà ứng biến thôi. Ngày trước mình level 5 lên 5x thì là mới 10.000 lực chiến. Full power chỉ được tầm gần 1/3 cây máu thôi. Chúng không? Có lẽ là ai chuẩn thật đấy. Bay sang không biết là có. Ồ đứng mỏng như này các đào phát là chết đấy các bạn. Mình lại nín thở chờ đợi thôi. Lại phải nín thở chờ đợi thôi. Gió xuôi rồi. Khả năng là vẫn có thể sống được. Tuyệt vời. Thần báo kìa. So. Thực ra lớp rất là may mắn vì gió xuôi ấy. Nếu mà gió ngược thì khả năng là cũng rơi rồi. Anh kia thì cũng bắn rất là chuẩn. Mình đứng ở góc đấy khó bắn, thực sự khó bắn ấy. Anh vẫn bắn được. Rất tuyệt vời. Như nãy giờ đi chưa thua trận nào đâu. Cơ bản A cũng khỏe quá mà. Mình vẫn chưa thấy được cái tác dụng của con pet này lắm. Ngoài nhìn nó cũng khá là bầu bĩnh và đẹp đẽ ra thì chưa thấy được cái tác dụng của nó lắm. Bây giờ thì pet cũng chỉ để tăng lực chiến thôi. Pet bây giờ thì cũng chỉ tăng lực chiến thôi chứ. Ui trúng kìa, chết luôn. Rồi bây giờ mình nhớ góc 40 lực 50 là trúng thôi. Không cần phải căn kiếp gì nữa. Sau đừng cứ lực đấy mà bắn. Mình cũng chưa hiểu tại sao Gunny lại gọi con đấy là gà nữa. Nhìn nó tròn vo thế cũng gọi là gà. Nhất là cái phó bản mà gì nhỉ? Phó bản gà thường, gà khó, gà anh hùng. Không hiểu sao lại gọi là gà. Hôm nay gặp map đèn lồng đỏ khá là nhiều. Xong lại còn đấu trường gà nữa. Mình lại dùng cái chiến thuật này không? Bò ra sát mép này cho người ta không bắn được. Đam chay một tơn. Mong là người ta sẽ không bao trúng. Nếu bao trúng thì khả năng là vẫn chết. Tấn công liên kích kìa. Bao trúng thì khả năng là cũng lên đường ngay đấy. Anh này dùng bazooka. Bazooka thì như clip trước mình nói thì bao của nó không đáng kể đâu các bạn ạ. À, không phải là không đáng kể mà là nó có cao hơn nhưng mà nó không. Cái sát thương của cái bao nó không bằng cái lưu gạch. Chuẩn phết đây. Mình vẫn còn bốn con bao luôn. Giải quyết nhanh trận đấu. Để lâu la là nhiều vấn đề lắm. Bảo kích kiểu Ngọc phát liên tục. Thế nhưng pet may mắn là Ngọc sẽ phát mà. Mình đâu có nói yêu đâu. Đấy thì clip này mình cũng muốn rất là muốn là hôm nào đó sẽ có một buổi livestream với các bạn. Nhưng mà máy của mình nó đang hơi có vấn đề. Mình đợi bao giờ mình khắc phục được. Mình hứa là sẽ có một buổi livestream với các bạn. Có lẽ mình sẽ đi 2 trận nữa và nghỉ thôi. À thì rất là khỏe rồi. Con pet thì
cũng rất là tuyệt vời. Những trận mà cũng không nhất thiết lắm phải nổ ngọc lắm thì nó cũng phát ngọc rất là kinh. 63. Chỗ này là bắn 64 này. Đấy, chỗ nhớ rồi, chỗ đấy mình nhớ rồi. Chỗ đấy mình nhớ rồi các bạn. Nên là bắn không để mít được. Còn một trận nữa thôi. Mình sẽ đi nốt trận này rồi nghỉ thôi. Đấy cũng dài rồi. Mình đã hứa là làm clip dưới 20 phút rồi nhưng mà lại quá mất, lại 25 phút rồi. Một trận này gặp anh Bazooka không biết là có chết được không? Không biết là có thua được cái trận này không? Thôi, đánh bắn góc thấp vậy. Tầm 30. Xuyên giáp kìa, đam phun đi, phải là hơn à. Bây giờ họ bao lên kích phát thì thôi. Bao nhiêu công giật giữ thì cuối cùng cũng chết. Có lẽ là full bao luôn các bạn. Đấy, xuyên giáp vào kích kìa. Cái pha gọi là nín thở chờ đợi. Nín thở chờ đợi kết quả ấy. May thế nhở. Xuyên giáp bạo kích bắn mít được. Rất là tuyệt vời. Thôi trận này trận cuối cùng rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Nếu đã hay bấm like và đăng ký để ủng hộ cho mình, tạo thêm động lực rất là lớn để giúp mình làm thêm những video hay hơn, hấp dẫn hơn cho các bạn xem nhé. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Chào các bạn.